Chào các bạn nhé, thì lại thêm một cái video mới để nhằm hỗ trợ các bạn có tham khảo hỏi về cái mạch giao tiếp trong điều hòa tủ lạnh máy giặt nhé. Về em chưa nắm rõ được hiểu cái nguyên lý hoạt động của cái mạch giao tiếp nhé. Thì video này tôi sẽ giải thích cho các bạn chưa hiểu về cái mạch giao tiếp trong điều hòa máy giặt tủ lạnh nhé. Sử dụng một dây data để truyền tải cái tín hiệu từ giàn nóng sang giàn lạnh nhé. Để hiểu được nguyên lý hoạt động của cái mạch giao tiếp này, đầu tiên chúng ta phải nắm được cái cấu tạo của cái mạch giao tiếp nhé. Thì đây là một cái sơ đồ của cái mạch giao tiếp trong cái máy LG Inverter nhé. Thì tôi lấy cái ví dụ nhé. Thì về cấu tạo của cái mạch giao tiếp này, như chúng ta đã biết, giàn nóng và giàn lạnh thì kết nối với nhau 3 dây ở những cái đời sử dụng 3 dây nhé. Nó là hai pha, hai đường ACL và ACN và một cái dây data để truyền tải tín hiệu giữa hai giàn với nhau nhé. Thì về cấu tạo của nó thì từ cái đường ACL qua điện tràn dòng, qua diode chỉnh lưu để tạo ra cái điện áp cho cái đầu tụ này C02 này, cái điện áp này được ghim ở hai con diode này nhé, để tạo ra một cái điện áp cố định ở đây. Đó, thì bên dàn nóng thì bên tay phải tôi đây thì nó có hai cái mạch, đó là mạch nhận xung giao tiếp và mạch phát. Thì mạch phát xung giao tiếp là ở phía trên đây, gồm một con đèn kết hợp một con photo quang đây. Đó, nguồn 5V nhé. Thì cái mạch nhận ở phía dưới thì cũng gồm một con đèn nguồn 5V kết hợp với con IC số quang nhé. Rồi từ dàn nóng nó sẽ đi qua dàn lạnh bằng một cái dây data. Thì đi qua dàn lạnh thì dàn lạnh bên tay trái đây nó cũng có hai cái mạch, đó là mạch nhận và mạch phát. Mạch phát ở phía trên gồm một lệnh từ vi xử lý kết hợp với cùng một con đèn nguồn 5V, một con IC phá quang. Thì mạch nhận ở phía dưới gồm chân nhận vi xử lý nguồn 5V, điện tử ảnh dòng kết hợp với một con photo quang nhé. Thì đó là toàn bộ cấu tạo của cái mạch giao tiếp cơ bản nhé, để nó truyền tải cái dữ liệu giữa hai dàn với nhau nhé. Thì bây giờ đi vào cái nguyên lý hoạt động của nó. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái mạch giao tiếp này thì nó thông qua một cái dây để truyền tải cái dữ liệu giữa hai dàn với nhau. Phải hiểu được là bên dàn nóng muốn truyền tải gì và bên dàn lạnh muốn truyền tải gì sang bên dàn nóng, thì hai cái vị trí này nó phải bắt tay, nó phải hiểu được thì mạch này nó không báo lỗi nhá, và nó cho hoạt động, đúng không ạ? Thì bây giờ để hiểu được cái nguyên lý của cái mạch giao tiếp này, chúng ta sẽ hiểu được nó như sau. Khi cái đường ACL nó tạo ra một cái điện áp DC, đúng rồi đấy, truyền tải cái dữ liệu từ dàn nóng sang dàn lạnh và từ dàn lạnh sang dàn nóng thì bằng cái tín hiệu, đó là cái tín hiệu xung điện. Thì muốn tạo ra là cái xung điện thì từ cái nguồn DC này này thì vi xử lý nó sẽ điều khiển con đèn này, điều khiển con IC số quang này để đóng cắt cái nguồn điện DC này thành cái xung điện. Cái xung điện này được đưa từ chân số 4, từ chân số 4 của photo quang này qua chân số 3 này, qua chân 1-2 này của photo quang IC02 này, đi qua diode này, qua dây data này, qua chân 43 này. Đó, các bạn lưu ý khi dàn nóng mà phát tín hiệu sang bên dàn lạnh, bên dàn lạnh nhận thì lúc này vi xử lý nó sẽ đưa ra cái xung điện, đưa ra cái điện áp để nó mở con đèn Q01 này, mở thông cái con IC02 này để chân 4 thông với chân 3 để cái nguồn cái xung điện nó đi qua được chân 43. Rồi nó sang chân 1-2 của con OS1 nhé. Thì mỗi lần cái xung điện nó chạy qua con chân 1-2 này thì bên chân 43 nó cũng thu được một cái xung điện từ cái nguồn 5V, nó cũng đóng cắt nó đi qua điện trường dòng này về chân 36 nhé. Thì đó là cái nguồn điện DC biến đổi thành cái xung điện, và cái xung điện này được nhận từ bên dàn lạnh. Và ngược lại, khi bên dàn lạnh này nó muốn truyền tải một cái tín hiệu sang bên dàn nóng thì vẫn cứ tương tự như vậy. Khi bên dàn nóng mà muốn nhận tín hiệu thì nó lại phải đưa cái tín hiệu DC ra để mở con đèn 02 này, mở con IC02 này, mở thông nhé, để cái nguồn điện DC nó sẽ đi qua chân 43, qua chân 12, đi sang chân số 4 của 02X này nhé. Thì cái xung điện này chỉ được tạo ra bởi lệnh từ vi xử lý để mở đóng cắt con đèn này, thì sẽ đóng cắt con này dẫn nhá, dẫn tắt nhá, thì cái xung điện này nó sẽ
tạo ra ở con IC02 này. Thì cái xung điện này khi từ nguồn DC tạo thành cái xung điện chạy xuống qua chân 43, qua chân 12 về ACN này nhá, thì nó tạo ra một cái xung điện nhá. Cái xung điện này khi chạy thì nó chạy qua chân số 42 của bên rắn nóng. Cái chân 12 của bên rắn nóng này thì nó làm chân 43 dẫn. Chân 43 dẫn thì nó sẽ điều khiển cho con đèn này dẫn. Con đèn dẫn này thì đưa cái xung điện 5V này thì báo về xử lý nhá. Thì vi xử lý rắn nóng sẽ nhận cái xung điện này để vi xử lý hiểu được là bên rắn lạnh nó đang muốn truyền tải cái thông tin gì nhá. Để tôi lấy cái ví dụ thực tế như thế này. Cái nguồn điện 50V DC này thì nó sẽ biến đổi qua cái mạch giao tiếp nhá. Nó sẽ biến đổi thành cái xung điện như thế này. Đó. Để trao đổi giữa hai bên nhá. Cái xung điện. Cái xung điện này nó là mức có và không, nghĩa là mức cao và thấp thì nó tương ứng với gì ạ? 0V và 5V. Đó. Thì đây là cái tín hiệu xung điện. Thì trong các loại IC thì nó đã viết code sẵn. Nó đã viết code sẵn ở những cái chân nhận chân phát này để biết được là khi bên dần nóng đưa cái xung điện là ví thử như 050 với cái xung điện này là mức có không có, thì từ dần nóng phát ra dần lạnh cái xung điện này thì đi xử lý lạnh cũng đã hiểu được cái xung điện này là bên dần nóng đang muốn truyền tải cái thông tin gì cho dần lạnh nhá. Thế bây giờ tôi ví dụ vào cái thực tế nha. Bây giờ hai người, người A và B muốn nói chuyện với nhau mà không nói thì sử dụng qua một cái tín hiệu. Thì tôi lấy ví dụ y và ví dụ thực tế như cái dây trong cái điều hòa này đi. Thì anh A đã mấy anh B thì đã quy ước với nhau rồi, thì nó tương ứng với trong con IC nó đã viết code, nó quy ước là cái mã cái xung điện này, nó quy ước có không có không thì nó là cái gì. Thì anh A anh B này cũng đã quy định với nhau rồi. Thì bây giờ khi anh A anh muốn truyền đạt cho anh B là muốn hỏi anh B là anh có khỏe không, thì người ta quy ước như này. Khi anh A anh sẽ rung, tôi ví dụ như cái xung điện rung cái dây này rồi dừng 3 lần, thì thông qua cái dây này anh B sẽ hiểu được là anh A này đang muốn hỏi anh B cái gì, muốn truyền đạt cái gì. Thì nó đã quy định là khi tôi rung cái ba dây này 3 lần, rung cắt 3 lần thì tôi muốn hỏi anh là anh có khỏe không, đúng không ạ? Thì và ngược lại anh B này muốn trả lời cho anh A là tôi khỏe, thì anh B này sẽ dừng cái dây này khoảng độ 4 lần. Thì do hai anh này quy ước với nhau, tôi rung 4 lần thì anh hiểu là tôi sẽ nói với anh là tôi khỏe, đúng không ạ? Và tôi rung 3 lần bên đây tôi muốn hỏi anh là anh có khỏe không. Thì áp dụng thực tế vào cái mạch thì nó là cái xung điện. Cái xung điện này nó là xung điện có không. Tôi ví dụ đây là một cái xung điện 050 mà vi xử lý bên dần nóng này nó đang mất kết nối với sensor, nó muốn báo cho vi xử lý dần lạnh là đang bị thiếu kết nối sensor, thì nó sẽ đưa ra một cái mã code là 050, thì tương ứng thì nó sẽ đưa ra cái xung điện 050 như là 0V 5V 0V để điều khiển con đèn này này. Thì con đèn này sẽ đóng cắt 5V thì con này dẫn, thì chân 12 dẫn, thì cái nguồn 5V này được dẫn qua chân 4 qua chân 3 đi qua dây data nhé. 0V thì con này tắt, thì con này tắt, thì nó tạo thành cái xung điện 050 50, lặp đi lặp lại như vậy. Thì tùy vào cái mã code thì cái xung điện này nó sẽ được truyền tải đến qua dây data và về cái chân nhận của dàn lạnh nhé. Dàn lạnh nó sẽ nhận được cái tín hiệu này, cái xung điện này, thì nó sẽ hiểu được là dàn nóng đang báo lỗi là thiếu kết nối sensor với cái mã code này. Đó. Thì khi nhận được cái xung điện báo từ vi xử lý dàn nóng sang nhé, qua dây data, thì vi xử lý dàn lạnh đọc cái tín hiệu này và hiểu được là đang thiếu kết nối, thì sẽ vi xử lý sẽ đưa ra cái tín hiệu để cảnh báo chúng ta là đang bị lỗi gì, đúng không? Bằng đèn LED hoặc bằng đèn LED 7 đoạn để hiển thị lên màn hình là nó đang lỗi gì trong cái bộ dàn nóng nhé. Thì về đơn giản về cấu tạo của nó thì nó là vậy, và nguyên lý hoạt động của cái mạch giao tiếp là chúng ta hiểu nó như vậy. Còn sau này cái mạch giao tiếp này nó cũng tương đối phức tạp vì nó nằm ở hai cái bo, và bo dàn nóng và bo dàn lạnh nhá. Thì sau này nó cũng sinh ra một số cái bệnh.
Thì để sửa được cái mạch giao tiếp này cơ bản và đúng thì chúng ta hiểu thứ nhất là cấu tạo, thứ hai là nguyên lý và cách kiểm tra nó, thì dựa vào cái dây ACL và cái dây data ACN và dây data này, dây data và ACN là dây chung này, chúng ta lấy đồng hồ chúng ta đo nhé, để thang đo DC nhé, đo thì tùy vào đời máy nó cấp, tùy thuộc vào nó cấp điện áp bao nhiêu, cái xung điện này tốt nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Ngoài ra cái xung điện này tốt thì nó hoạt động tốt, còn cái xung điện này mà nó bị cao, bị thấp, không dao động, không có thì nó liên quan đến lỗi trong cái mạch này. Đó, cái nhiệm vụ của chúng ta là phải dựa vào cái mã lỗi, dựa vào cái đo thực tế trên cái mạch giao tiếp để chúng ta nhận biết được nó đang lỗi ở bên là nóng hay bên lạnh, nó có điện hay không có điện, đúng không ạ? Cao hay thấp, có dao động hay không dao động. Đó, và có dao động bình thường mà vẫn báo lỗi giao tiếp thì nó hư ở đâu? Thì video để giải thích về những cái ban bệnh và cái nguyên nhân dẫn đến những cái bệnh nó biểu hiện thực tế trên cái bo mạch thì tôi xin được trình bày ở cái video sau. Cái video này thì nhằm giải thích sơ sơ cho các bạn chơi biết về cái nguyên lý của cái mạch giao tiếp nhé, để chúng ta hiểu đầu tiên, hiểu cái cấu tạo và nguyên lý đã. Thì video sau thì tôi có thời gian tôi sẽ làm cụ thể về trên một cái mạch giao tiếp này nó lỗi với cái điện áp mà mất thì nó nguyên nhân ở đâu. Đấy, không dao động nguyên nhân ở đâu, dao động cao, dao động thấp, hoặc là vẫn dao động mà nó vẫn báo lỗi, dao động bình thường mà vẫn báo lỗi thì nó nguyên nhân ở đâu, để áp dụng vào cái quá trình chúng ta sửa chữa thực tế để chúng ta loại là nó đang hư bên dàn nóng hay hư bên dàn lạnh, thì chúng ta tiến hành vấn đề sửa chữa cho nó nhanh nhá. Thì video này tôi lại xin được dừng ở đây, lại hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau nhé. Video sau thì tôi sẽ nói về cái bệnh và cái nguyên lý và những cái bệnh của cái mạch giao tiếp này, chúng ta khắc phục nó nhé. Chào nhé.